Liên đoàn bóng đá châu Á, AFC, vừa phạt Liên đoàn bóng đá Thái Lan, FES, số tiền 70.000 đô la Mỹ, tương đương 1,63 tỷ đồng, vì để cổ động viên đốt pháo sáng trên khán đài. Hồi tháng 3 năm nay, Liên đoàn bóng đá Thái Lan, FES, đã tổ chức giải vô địch bóng đá bãi biển châu Á 2023. Với tư cách là chủ nhà nhưng Thái Lan không thể làm tròn nhiệm vụ khi để cổ động viên đốt pháo sáng trên khán đài. Trong cả 4 trận đấu của đội chủ nhà, người ta đều thấy pháo sáng trên khán đài sân bãi biển Chonburi. Điều đó khiến cho FES phải nhận 4 án phạt liên tiếp từ AFC. Với vi phạm lần đầu diễn ra ở cuộc đối đầu với Saudi Arabia vào ngày 16 tháng 3, FES bị phạt 15.000 đô la Mỹ. Sau đó, họ tiếp tục chịu án phạt 15.000 đô la Mỹ vì cổ động viên đốt pháo sáng trong trận đấu với Afghanistan. Tiếp theo là các án phạt 25.000 đô la Mỹ khi cổ động viên tái phạm trong trận đấu với Bahrain và 15.000 đô la Mỹ ở trận gặp UAE. Tổng cộng, FES bị phạt tới 70.000 đô la Mỹ, tương đương với 1,63 tỷ đồng vì 4 án phạt này. Đây là hình phạt nặng nhất mà bóng đá Thái Lan phải chịu do không kiểm soát được vấn đề pháo sáng. Giờ đây, trong mắt AFC, Thái Lan được xem là điểm đen về tình trạng để cổ động viên đốt pháo sáng. Còn nhớ, hồi tháng 4 năm nay, FES cũng bị phạt 20.000 đô la Mỹ từ Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á, AFF, do để người hâm mộ đốt pháo sáng ở trận gặp Brunei tại vòng bảng AFF Cup 2022. Trong trận bán kết lượt về giải đấu này với Malaysia, pháo sáng cũng xuất hiện trên khán đài sân Thammasat. Không những vậy, người hâm mộ Thái Lan còn dùng pháo sáng tấn công lực lượng an ninh trên sân, quậy phá, đập hàng rào. Mới đây, FES vừa mạnh tay trừng phạt các cầu thủ và thành viên ban huấn luyện ẩu đả trong trận chung kết SEA Games 32 với U22 Indonesia. Tuy nhiên, họ vẫn chưa có biện pháp cứng rắn nào để ngăn chặn cổ động viên làm loạn.